Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre có tiếp tục ghé vườn của chị Hà ha, để chị Hà quay để giới thiệu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai con quán rễ ôm từ hạt thủ đức. Thì kính mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị gần xa. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị gần xa mình nữa, mình vào gặp luôn chị Hà để chị Hà giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, dạ bà chủ ơi. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị em mình gần xa nha. Thì hôm nay cũng trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre của em, thì em cũng xin giao lưu một số mai cho anh chị em mình chơi Tết 2022 ha. Ủa bảy hạt ra ôm từ hạt thủ đức đấy anh chị em mình về làm giống. Rồi mua về làm giống trồng ha. Lấy chồng mình trồng mai tàng đâu á. Rồi Tết 2022 rồi nha bà chủ. Cái đó em nói lộn nha. Rồi dạ nè, hạt cái này là hạt ôm từ hạt thủ đức nè. Rồi cái này là em quấn lò xo ha. Nó quấn lò xo con chú anh chị ha. Đó. Cái này đo thử chiều cao ốm nha, chiều cao khoảng tầm bao nhiêu nè? 4 3 cái này cao 7 tấc. 7 tấc, cây này mình giao luôn nhiêu bà chủ? Dạ 7.000 một cây. 7.000 một cây là mình lấy là từ bề cao cho tới bề cao vậy. 3 tấc đến 7 tấc. 3 tấc tới 7 tấc là 7.000 một cây. Ừ. Mình ship từ bao nhiêu cây vậy, mình bao ship từ bao nhiêu cây? 100 cây thì bên em mới bao phí ship. Rồi mình ship từ bao nhiêu cây bà chủ? Nói chung là từ 30 cây đến 100 cây, 30 cây, 50 cây, mà 100 cây thì mới bao phí ship, còn 5, 30, 2, 30 thì không bao phí ship. Dạ, thì mua bao nhiêu bà chủ bán nhiêu, nhưng mà trên 100, từ 100 cây đổ lên thì bà chủ mới bao phí ship ha. Là cái này là toàn bộ mình quấn rễ như vậy không hả bà chủ? Toàn bộ là xo hết, còn dạ. Có một số bí thì giá 13.000 là nó từ 2 tắc cho đến 4 tắc. Dạ. Rồi 13.000 một cây. Dạ rồi, chút xíu nữa mình xem mẫu luôn ha. Còn con rắn thì 20.000 một cây là nó từ 2 tấc cho đến 5 tấc. Dạ rồi, bây giờ bà chủ mình lựa mình lấy thêm một vài cây nhỏ nhỏ nữa hay sao đó, tầm và cỡ 3 tấc hay gì đó cho cô chú anh chị mình tham khảo thử ha. Cây cũng đây, cây nó đều tàn nè cô chú anh chị ơi. Đó, quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đây cái này là cây lùng lùng này. Rồi nè, đó. Cây nè. Nó cũng khá khá cô chú anh chị nói ha. Nói chung là nói tiếng 3 tấc chứ nó từ 4 tấc không à. Dạ, cây đẹp không nha cô chú anh chị. Và cái này là mình bây giờ mình xếp hàng đi á bà chủ, là mình quấn bao hay là mình đóng thùng bà chủ? Quấn bao cũng có, như ví dụ như ai khách sở thích của khách hàng mà muốn mình quấn bao hoặc là mình đóng trong thùng cũng được. Dạ. Thì đóng như là trong thùng á thì tiền phí cước nó hơi nặng hơn một xíu. Dạ. Thì nói chung là cô chú anh chị mình, ví dụ mà mình tham khảo thử như là cô chú anh chị mình mua ít, ví dụ là 5-70 cây thì cô chú anh chị mình có thể là anh muốn đóng trong đóng bằng bao á, đóng hình cục á thì tiền phí nó sẽ rẻ hơn ha. Còn dù cô chú anh chị mình đóng thùng thì tiền phí nó sẽ cao hơn đó, mình có thể tham khảo thử ha. Rồi này, cây này cành nhánh là cô chú anh chị rất là nhiều cành nhánh, rất là đầy đủ đẹp luôn ha. Rồi mình moi rễ cái nữa đi bà chủ cho cô chú anh chị mình tham khảo ha, nó mình lấy ngẫu nhiên đại thôi. Rồi. Nó quấn rễ nè cô chú anh chị thấy không? Nó ba khía nè cô chú anh chị thấy không? Nó rất là đẹp ha. Rồi, cái số lượng mai này bên vườn mình còn nhiều không bà chủ? Dạ nhiều lắm. Dạ, thì cô chú anh chị mình ví dụ muốn mua số lượng nhiều á, tầm vài ngàn cây á thì mình có để giá lại hữu nghị không bà chủ? Vài ngàn cây mà lại tại vườn lấy thì mới giá hữu nghị, còn mà ví dụ như lấy đóng đi thì cũng giá vậy, tại vì cái đó mình bao phí ship nó hơi cao một xíu á. Dạ, vài ngàn cây thì phí ship nó cũng cao. Cái này được 4-5 vòng luôn. Đó, 4 vòng 5 vòng luôn. Rất là đẹp cô chú anh chị nè, cành nhánh nè cô chú anh chị không? Đa phần tay cành rất là đều luôn cô chú anh chị. Cái mà không có tay cành rất là ít ha. Rồi, mình qua bây giờ mình chỗ nào là mình ca mai quán bí á, 13 loại 13.000 mình để ở đâu hả bà chủ, mình giới thiệu cho bà con mình luôn đi. Rồi theo chân bà chủ mình đi luôn ha. Mình qua mình xem cái loại quán rễ bí luôn cô chú anh chị ha. Này quấn rễ bí nha cô chú anh chị. Rồi. Bí này là từ 5 vòng nha, 5 vòng 6 vòng nha. 5 khía 6 khía. Rồi, bí là 13.000 một cây hả bà chủ? 13.000 một cây. 5 6 khía cô chú anh chị, tròn đều cây luôn cô chú anh chị ha.
Rồi cái này trong bầu 12 hả bà chủ? 12. Bầu 12. À, cái này cao khoảng mấy tấc? Mình giao 13 ngàn là nó cao từ mấy tấc tới mấy tấc? Từ 3 tấc, từ 2 tấc cho đến 5 tấc á, 4 tấc 5 tấc á. Từ 2 tấc cho tới 4 5 tấc. Dạ. Thì là giá là 13 ngàn một cây. Dạ, mình ship từ bao nhiêu cây và bao ship từ bao nhiêu cây? 100 cây cũng mới bao phí ship luôn. Dạ. Loại này thì cũng 100 cây mới bao phí ship. Dạ. Rồi còn cái mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Dạ, còn con rắn bên kia. Dạ, còn con rắn ha. Còn con rắn bên kia. Dạ rồi, vậy mình qua mình tham khảo thử cái con rắn luôn ha. Cái con rắn thì mình giao lưu giá cỡ tầm bao nhiêu vậy bà chủ? Con rắn thì 20 ngàn một cây. 20 ngàn nha cô chú anh chị. Cũng 100 cây mới bao phí ship luôn. Rồi, 100 cây thì bà chủ mới bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. Con rắn 20 ngàn một cây. Đây, con rắn này. Cây mập hả cô chú anh chị ha. Thì nó cái chiều cao nó cũng tầm từ 2 đến 4 tấc ha bà chủ. Ừ. Này cái này thì cô chú anh chị mình mua bao nhiêu cây bà chủ ship được ha? 5 cây, 10 cây rồi ship không bà chủ? À, số lượng ít quá ship không được tại vì chị bắt vô cái thùng rồi nó hơi khó lòng xíu. Dạ nó bị lỏng lẻo, lỏng lẻo quá. Lỏng lẻo khó. Dạ mình hốt ra phân, hốt phân ra để ngoài luôn đi, lát mình đắp. Rồi. Rồi. Con rắn ra nè cô chú anh chị thấy không? Cái mình uống nè cô chú anh chị nó. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nè. Đó. Đó. Con rắn như thế này là 20 ngàn một cây, cao từ 2 tấc cho tới 4 tấc cô chú anh chị ha. 5 tấc luôn, có cây 5 tấc luôn. Dạ. Rồi cây cũng khá là mập nè cô chú anh chị ha. Rồi mình còn quán rễ loại nào nữa không bà chú? Dạ hết rồi. Dạ rồi. À, thì cây này cũng là cây giới thiệu cái clip ha cô bà chủ. Rồi rồi. Rồi vậy mình chào hết giùm đi bà chú ơi. Rồi thì cuối clip em cũng kính chào quý cô chú anh chị em mình ha. Thì cũng kính mong quý cô chú anh chị em mình gần xa xem cuối clip rồi có gì đặt cây thì bên em sẽ ship hàng ha. Dạ. Mình đặt cây về mình trồng chừng 2 3 năm 3 4 năm thì mình có một cái cây giống mình bán tiền rất là nhiều nha. Dạ rồi. Rồi, số điện thoại của em thì 0398932309 nó cũng là số Zalo luôn nha. Dạ rồi, em cũng thay mặt cho kênh Nay Bằng Bánh Tre cũng như là chị Hà gửi lời chúc sức khỏe tới quý cô chú anh chị, kính chúc quý cô chú anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Và làm ăn phát tài nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị ơi, mình chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ha, để khi kênh ra những video mới cô chú anh chị mình có thể nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha cô chú anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.